bạn đã đến với chương trình Tủ sách kỳ diệu trên kênh Skill for Kids. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bạn Hoàng An, một cô bạn rất thích đọc sách. Và hãy lắng nghe những chia sẻ mà bạn ấy mang đến nhé. Xin chào mọi người, Hoàng An rất vui khi được đồng hành cùng chương trình này hôm nay. Hoàng An ơi, cho anh được biết bạn là một mọt sách đấy. Vậy không biết sách có điều gì thú vị mà khiến bạn thích thú như vậy? Cho anh biết không, ở trong sách có rất là nhiều điều hay và bổ ích. Bên cạnh đó, chúng ta còn có thể học thêm nhiều kỹ năng sống nữa đấy. Wow, thật tuyệt. Ở đó có cả một bầu trời kiến thức Hoàng An nghĩ. Vậy không biết Hoàng An thích đọc loại sách gì nhất? Mình thích những loại sách về khoa học, quà tặng cuộc sống và nấu ăn đấy. Và Hoàng An có thể chia sẻ một số điều khi các bạn đọc sách được không? À, khi các bạn đọc sách, cần phải ngồi ở chỗ có đèn sáng và lưu ý những chỗ đã đọc và thấy hay nhé. Bên cạnh đó, các bạn còn có thể lựa chọn cho mình một cuốn sách theo lứa tuổi và sở thích của mình nữa đấy. Cảm ơn những chia sẻ của Hoàng An. Sau khi nghe xong những chia sẻ của Hoàng An, thì Châu Anh sẽ về nói mẹ dẫn đi nhà sách và chọn cho mình những quyển sách phù hợp nhất thôi. Còn bây giờ, chương trình Tủ sách kỳ diệu đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại! Tiên Sa Media, thăng hoa giá trị thương hiệu của bạn.